chăm sóc gia đình, thức khuya, bận bịu công việc, làm da xấu đi, giải pháp nào cho da? Iluma với một công thức hoàn toàn mới, kết hợp các hoạt chất làm da trắng sáng, giúp mang lại làn da khỏe mạnh, trẻ trung và bừng sáng rạng rỡ. Công nghệ Vectorlite độc quyền giúp kéo dài thời gian tác động của các hoạt chất làm trắng sáng, tăng hiệu quả ức chế sản xuất melanin, nhanh chóng làm mờ các vết tàn nhang, đốm nâu, thâm nám. Cùng Imay chăm sóc gia đình. Mời quý vị khán giả đến với chương trình Làm Đẹp 24 giờ. Kính thưa quý vị, một làn da khỏe đẹp luôn luôn là ước mơ của biết bao nhiêu cô gái, nhưng không phải ai cũng có được may mắn đó. Da của chúng ta thường được chia làm 5 loại: da thường, da khô, da dầu, da hỗn hợp và da nhạy cảm. Nhưng trong đó thì ai cũng biết rằng da nhạy cảm là loại da khó chăm sóc nhất, bởi vì da nhạy cảm thường phản ứng rất nhanh với môi trường cũng như là các loại mỹ phẩm. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về loại da này và cách chăm sóc dành cho da nhạy cảm. Nhưng theo thông lệ của chương trình thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài thông tin về làm đẹp trước khi có cuộc trao đổi về vấn đề này. Những năm gần đây, nhiều người đã chọn kỹ thuật phun theo thẩm mỹ để sở hữu cặp chân mày đẹp ấn tượng. Và nổi bật hơn là dáng chân mày ngang đang được nhiều người ưa thích và lựa chọn. Vượt lên các kỹ thuật phun xăm trước đây, công nghệ phun theo thẩm mỹ ngày nay có thể tạo nên những sợi lông mày mỏng, mềm, mịn như thật. Kết quả cho thấy, phương pháp này có thể cho chị em một cặp chân mày đẹp như ý chỉ sau từ 1 cho đến 2 giờ. Phun theo môi ngày nay là một giải pháp hoàn hảo giúp các bạn khắc phục tình trạng môi thâm, môi nhợt nhạt, mang đến màu sắc rực rỡ cho đôi môi mọi lúc, mọi nơi với màu mực an toàn, hiệu quả dài lâu. Hoài Ngân xin chào chị Thúy ạ. Xin chào Hoài Ngân và chào khán giả của chương trình Làm Đẹp 24 giờ. Thưa chị, thì Hoài Ngân nghe nói rất nhiều về làn da nhạy cảm, nhưng làm sao mà chúng ta có thể phân biệt được da của chúng ta như thế nào gọi là da nhạy cảm ạ? Da nhạy cảm thì chúng ta có thể tìm thấy ở khắp nơi trên cơ thể chúng ta, ngay cả tay, chân, body và mặt. Da nhạy cảm có thể chúng ta nhận biết nó rất là dễ dàng. Những cái da nhạy cảm nó sẽ cho chúng ta cảm giác là nóng rát và dễ kích ứng với môi trường bên ngoài và cả thiên nhiên. Chúng ta có bụi, gió, chúng ta cũng cảm thấy khó chịu và nóng rát da. Da nhạy cảm là do tác động từ môi trường bên ngoài hay là do yếu tố di truyền thưa chị? Da nhạy cảm thì nó có cả hai yếu tố, vừa di truyền, giống như là chúng ta có tiền sử, gia đình chúng ta có người nào đó bị bệnh asthma, gọi là bệnh hen suyễn đó, từ đời ông, đời bà chúng ta thì gì đó, thì ngay cả bây giờ nó cũng di truyền lại, nó giống như là như vậy. Thì có hai yếu tố là di truyền, và yếu tố thứ hai nữa là ảnh hưởng do thời tiết. Thì thời tiết bên ngoài hoặc là mỹ phẩm chúng ta xài không đúng thì nó cũng làm cho da chúng ta nhạy cảm nhiều hơn. Thế chị, vậy thì với làn da nhạy cảm thì chúng ta có chế độ chăm sóc đặc biệt nào hay không ạ? Đối với làn da nhạy cảm thì chúng ta phải thật là thận trọng và chăm sóc kỹ càng với một cái chế độ dinh dưỡng và chăm sóc hợp lý cho da nhạy cảm. Đối với những da nhạy cảm, chúng ta phải tránh những cái sản phẩm có chất làm cho giống như AHA, BHA, nó sẽ làm cho cái da mình nó bong tróc và mạnh hơn cho những cái da đó, vì làn da nhạy cảm rất là yếu, chúng ta phải thật là thận trọng. Thưa chị Thúy, thì ngoài thị trường hiện nay có rất nhiều loại mỹ phẩm có thông tin là phù hợp với làn da nhạy cảm, nhưng cụ thể là những thành phần nào trong mỹ phẩm là thực sự phù hợp với làn da nhạy cảm? Những cái thành phần mà để thích ứng cho da nhạy cảm thì rất là nhiều, ví dụ như trà xanh nè, từ thiên nhiên như bông cúc nè, rồi nha đam, những cái thành phần từ thiên nhiên chúng ta có thể sử dụng phục hồi, và những cái vitamin C để nó cung cấp độ ẩm và phục hồi cho da. Với làn da nhạy cảm thì chúng ta có cách nào để điều trị hoặc là làm cho da nhạy cảm được trở lại như là da bình thường không? Đa số thì những cái da nhạy cảm ở Việt Nam rất là nhiều.
Lý do là họ không có xài đúng sản phẩm và họ thích làm đẹp với những cái sản phẩm trắng da từ những cái chất không phù hợp. Cho nên sau đó chúng ta phải ngưng những cái chất mà làm cho hư tổn da. Sau đó chúng ta phải phục hồi lại với những cái chất như vitamin C như đã câu hỏi trước Ngân đã hỏi rồi. Và mình cũng đã nhắc về vấn đề đó. Thì những cái chất này nó làm dịu da và phục hồi da. Nhưng cũng phải cần có thời gian tùy thuộc vô cái da nhạy cảm của họ bị nhạy cảm thời gian bao lâu và chúng ta có thể phục hồi với cái thời gian tùy theo cái da của họ. Nhưng đối với những cái da mà nhạy cảm từ di truyền thì chúng ta không có thể nào khắc phục. Cái đó thì nó là theo cái di truyền rồi thì chúng ta có thể chăm sóc da dịu nhẹ với những cái chất thông thường và chúng ta phải bảo vệ da và chống nắng cho kỹ. Thưa chị Thúy, thì Hoàng Ngân đã nghe nói nhiều về sản phẩm của Image Skincare. Vậy thì Image Skincare có dòng sản phẩm nào chuyên biệt dành cho da nhạy cảm không ạ? Dòng sản phẩm của Image Skincare để điều trị cho da nhạy cảm thì có một cái dòng chuyên biệt tại salon, đó là những cái thành phần từ vitamin C và không hóa chất và khắc phục hàng tuần. Bệnh nhân có thể đi tới để khắc phục hàng tuần với lại những chuyên gia của spa hoặc Clinique. Còn tại nhà thì có những cái dòng như vitamin C và những cái thành phần thiên nhiên của cái dòng Omedis, thì dòng đó nó không có xài hóa chất và ngay cả những thành phần cũng xài được nuôi trồng từ thiên nhiên hết, thì bảo vệ da và phục hồi da một cách an toàn và hiệu quả rất là cao trong cái vấn đề mà điều trị cho da nhạy cảm. Hiện nay thì hầu hết các chị em phụ nữ trước khi ra đường đều có sử dụng sản phẩm chống nắng. Vậy thì các bước chống nắng dành cho làn da nhạy cảm có gì khác? Và sản phẩm chống nắng dành cho làn da này có gì đặc biệt ạ? Đối với làn da nhạy cảm thì chúng ta nên xài những cái chống nắng có độ SPF thấp thôi, từ 15 đến 30, chứ không xài SPF cao quá. Vì những cái độ SPF cao thì nó sẽ làm cho những cái da nhạy cảm càng bị kích ứng và nhạy cảm nhiều hơn. Như chị Thúy đã có nói thì da nhạy cảm do hai yếu tố là di truyền và do tác động bên ngoài. Vậy thì nếu mà do tác động bên ngoài thì chúng ta có cách nào để có thể điều trị da nhạy cảm được không ạ? Đối với da nhạy cảm mà bị tác động bên ngoài thì chúng ta có biện pháp khắc phục. Tùy theo cái loại da đó đã bị nhiễm hóa chất lâu hay là ngắn, thời gian ngắn hay là lâu thì chúng ta có thể điều trị tại salon với một cái sản phẩm nó gọi là thay da sinh học. Thì cái chất nó từ thiên nhiên, ví dụ như vitamin C với nồng độ vừa phải và những cái lô hội và những cái từ thiên nhiên hết, giống như chamomile, là hoa cúc, trà xanh, thì nó sẽ phục hồi cho cái da. Và một cái quy trình điều trị như vậy là một tuần một lần, chúng ta có thể điều trị theo từ 5 đến 6 quy trình. Hoặc có thể những cái da vừa nhiễm hóa chất nhẹ thôi, nhạy cảm ít thôi, thì chúng ta có thể điều trị từ 2 đến 3 lần đã phục hồi lại da rồi. Bên cạnh những sản phẩm mà chúng ta phải lưu ý sử dụng thì về chế độ ăn uống cũng như là giữ gìn sức khỏe hàng ngày thì chúng ta có phải lưu ý điều gì không chị? Đối với da nhạy cảm thì những cái da mà di truyền hoặc là có một số cơ địa của người ta, như Ngân đã biết rồi đó, là họ ăn đồ biển hay thịt bò gì đó thì họ cũng bị dị ứng, cái đó thì mình không nói tới. Nhưng đối với những cái da mà bị nhạy cảm mà từ hóa chất môi trường bên ngoài thì chúng ta cũng nói chung là phải uống nước nhiều để thải cái độc da của mình ra và ăn những cái rau củ quả, những vitamin để bổ sung cho da để da phục hồi nó nhanh hơn. Hoàng Ngân cảm ơn chị Thúy rất nhiều về những thông tin bổ ích mà chị đã mang lại. Hy vọng là các chị em phụ nữ sẽ có những bí quyết riêng để chăm sóc cho làn da nhạy cảm của mình. Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng đến với phần thay đổi để đẹp cùng với chuyên viên make up Thảo Paris và khách mời của chương trình chị Nguyễn Thị Thảo Quyên. Chào Quyên. Chào chị Thảo. Không biết là hôm nay Quyên đang cần tư vấn về cái gì về vấn đề trang điểm không nè? Dạ em không tí thắc mắc về loại da của em không biết là da em về loại da nào, nhưng mà khi mà em xài một ít mỹ phẩm á thì em thấy trên da của em có một tí gì đó là không được ổn định lắm rồi. Vậy thì Quyên cho Thảo hỏi là thông thường á thì tình trạng da của Quyên như thế nào? Chẳng hạn như mà khi Quyên sử dụng các loại phấn trang điểm hoặc kem trang điểm thì Quyên có thường bị cảm giác như là bị ngứa hoặc là da của mình nổi đỏ lên, hoặc là da của mình có bị bóng dầu ở này, cái vùng chữ T, rồi lỗ chân lông của mình thì bị to, và chẳng hạn một số các nốt mụn đỏ nó sẽ nổi lên trên da sau khi mình sử dụng mỹ phẩm hay không? Da của em thì bị dầu với lại hay lên mụn li ti ở trên phần da mặt. Tức là tình trạng da, tức là mình sẽ bị cái trường hợp đó là khi thường thì trên một số yếu tố khác nữa, nhưng mà có khi nào mà
sử dụng mỹ phẩm trang điểm lên thì Quyên lại bị những cái trường hợp đó hay không? Dạ có. Và cho Thảo hỏi là ví dụ như mà khi mà Quyên sử dụng mỹ phẩm như vậy thì nó đỏ lên như vậy thì khoảng bao lâu thì nó mới hết? Dạ cỡ 2 đến 3 ngày. Nếu như vậy thì Thảo có thể nói với Quyên là da của Quyên thuộc loại da nhạy cảm rồi. Tại vì cái tình trạng da nhạy cảm của mình nó sẽ xuất hiện một số các vấn đề như là da mình sẽ bị lỗ chân lông to nè, rồi mụn nhờn nó sẽ sau khi mình sử dụng mỹ phẩm nó sẽ bị, và những cái vết dị ứng đỏ như vậy nó sẽ làm cho da mình không được khỏe và nó sẽ bị ngứa và tình trạng nó rất là khó chịu. Hiện tại bây giờ Quyên đang chăm sóc da của mình ở nhà như thế nào, những sản phẩm mà Quyên có? Hiện tại bây giờ em ở nhà em sử dụng sữa rửa mặt, nước hoa hồng và một ít nước khoáng mỗi khi em trang điểm em xịt, và em cũng có xài một ít phấn nữa. Thường thì nếu mà như vậy thì những sản phẩm đó có làm cho, có Quyên đang sử dụng như vậy thì nó có làm cho Quyên bị cảm thấy bị kích ứng da không? Một số sản phẩm thì em thấy thì cũng ok, nhưng mà do em thay đổi sản phẩm hơi bị nhiều. Chị Thảo có thể cho em biết một số sản phẩm nào hoặc một số cách chăm sóc da nào hiện tại bây giờ thì em cũng thấy là xài phương pháp theo cái kiểu giống như là trái cây hay là cái gì đó. Nhưng mà bây giờ em là một doanh nghiệp thì em không có thời gian để làm những cái việc đó, thì em bắt buộc em phải sử dụng nhiều sản phẩm khác. Với làn da nhạy cảm thì trước tiên là mình không có nên thay đổi sản phẩm chăm sóc da và kể cả mỹ phẩm trang điểm. Bởi vì nếu mà em thay đổi thì chắc chắn là nó rất là làm cho da mình bị kích ứng và rất là tình trạng da sẽ bị nặng nhiều hơn. Và chọn được cái sản phẩm tốt rồi thì nên giữ luôn như vậy, không có nên là mình đổi sang một cái nhãn hiệu khác thì không nên. Rồi em có nghe chị Thảo nói là da của em là da nhạy cảm, thì chị Thảo có thể là cho em một cái phương pháp để khi mà em makeup thì nó có thể che những cái thứ nhất là về dầu, cái thứ hai là những vết thâm ở trên khuôn mặt của em được không ạ? Điều tiên quyết khi mình chọn sản phẩm trang điểm là cái lớp nền đó, là lớp nền mình không nên sử dụng các loại nền mà dạng kem, mà mình chỉ nên sử dụng sản phẩm nền dạng lỏng thôi. Chọn đúng cái nền mà mình phù hợp ha. Rồi sau đó khi chúng ta sử dụng thì chúng ta cũng nên đánh thật là mỏng thôi, bởi vì da nhạy cảm sẽ rất là dễ bị nè, bị dầu nè, bị mụn nè, rồi bị những cái vết sần nốt đỏ rất là nhiều. Cho nên mình đánh một cái lớp nền rất là mỏng trên da. Và chúng ta nhớ là da nhạy cảm thì mình chọn thêm một cái sản phẩm nữa, đó là cái sản phẩm phấn trang điểm á, thì cũng thật là mỏng nhẹ để phù hợp với làn da của mình. Và lớp trang điểm nền thật sự rất là mỏng thì làn da nhạy cảm nó mới phù hợp được. Chị Thảo có thể cho em hỏi một tí xíu nữa là khi mà mình trang điểm thì bây giờ thì có hay là kem chống nắng, thì em có thể hỏi chị Thảo là cái phần kem chống nắng thì có cái ảnh hưởng gì về da nhạy cảm hay không? Thật ra thì cái làn da nào cũng nên sử dụng kem chống nắng hết, bởi vì tác dụng của kem chống nắng thì chúng ta đều biết hết rồi. Nhưng mà có một điều là kem chống nắng chỉ có tác dụng tốt nhất trên da chúng ta khoảng từ 3 tới 4 tiếng. Hoặc là cho nên vì vậy chúng ta nên sử dụng kem chống nắng thì chúng ta nên nhớ là mình nên rửa mặt sạch, sau đó chúng ta hãy sử dụng kem chống nắng lại và trang điểm lại. Thì đặc biệt là với da nhạy cảm chúng ta không nên quên điều đó, bởi vì nếu các bạn để cái lớp trang điểm đó suốt cả nửa ngày hoặc là nguyên một ngày như vậy thì làm cho cái làn da nhạy cảm càng bị kích ứng nhiều hơn nữa. Và có một số cái sản phẩm chống nắng mình nên rửa mặt thật là sạch để mình sử dụng lại. Nhưng mà cũng có một số cái sản phẩm chống nắng tốt thì họ thấy là khoảng 3 tiếng thì chúng ta chỉ cần rửa lại bằng nước thôi, và chúng ta chỉ cần trang điểm lại thì đã quá ok rồi. Vậy còn khi trang điểm bao nhiêu tiếng thì mình có thể ấy lại được, chị Thảo ha? Theo Thảo thì trang điểm để cho làn da của mình được thật sự khỏe thì không nên để quá lớp trang điểm quá 5 tiếng đồng hồ. Em thường hay trang điểm theo cái tông màu như thế nào? Tại vì da em thì cũng không được thuộc dạng mà tông sáng lắm, thì em hay lấy những cái gam màu hơi tối tối một tí xíu để em trang khuyết điểm. Chị Thảo có thể gợi ý thêm cho em về cái phần cách trang khuyết điểm không ạ? Thật sự thì với làn da của em hay là một số các bạn mà hơi nhạy cảm một tí xíu thì chúng ta lưu ý là khi nếu có những cái vết mụn hoặc những vết tàn nhang mà thường các bạn hay chọn cái dạng kem trang khuyết điểm hay dạng kem á thì không nên, tại vì những cái dạng đó sẽ làm cho da của chúng ta bị bít. Cho nên nếu như tốt nhất các bạn nên chọn cái dạng kem trang khuyết điểm hay dạng nước, dạng lỏng á thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và cái tông màu trang điểm cũng vậy, thì nếu mà tối quá, tại vì cái làn da nhạy cảm á sẽ rất là nhanh bị đổ dầu, cho nên là nó sẽ làm cho làn da của chúng ta bị sạm màu rất là nhanh. Vì vậy nên các bạn nên chọn những cái tông màu trung tính nhẹ nhàng, chứ không nên màu tối quá, bởi vì sau khoảng chừng 1 hoặc 2 tiếng thì cái da của chúng ta bị xuống màu do cái lớp đổ dầu á,
thì nó sẽ không có đẹp nữa, mà nó sẽ làm cho gương mặt chúng ta mau bị tối đi. Cho nên nên chọn những cái tông màu tươi trẻ hơn thì sẽ phù hợp hơn với làn da của em. Chị Thảo cho em hỏi một tí xíu nữa, là mỗi khi trước khi trang điểm thì em vẫn có xịt khoáng, và khi trang điểm xong em cũng có xịt khoáng nữa, thì có thể tốt cho da nhạy cảm hay là không ạ? Thật ra thì điều này rất là tốt rồi, bởi vì xịt khoáng nó giúp cho làn da của chúng ta được tươi hơn, trẻ hơn. Và giống như khi mà chúng ta trang điểm lên thì cái nước khoáng nó giống như một mình trồng một cái cây mà mình tưới nước thường xuyên vậy, thì da của chúng ta sẽ được bổ sung thêm cái nước, sẽ làm cho tươi hơn rất là nhiều. Và nhớ là phải chọn cái nước xịt khoáng phù hợp với làn da của chúng ta, không nên là thấy bạn nào cũng xịt hết thì là không có tốt. Chị cho em hỏi một chút xíu nữa, là cái phần che khuyết điểm những cái đốm mụn á, thì mình dùng như thế nào thì để tốt nhất? Giống như hồi nãy Thảo có nói đó, là mình nên sử dụng cái kem che khuyết điểm. Tức là nếu mình nên che khuyết điểm bằng cái dạng lỏng hoặc là dạng nước, thì nó sẽ giúp cho những cái lớp mà những cái nốt mụn hoặc là những nốt tàn nhang, nốt đỏ của chúng ta được thông thoáng hơn, không có gây bít lỗ chân lông, thì sẽ làm cho dễ gây cái tình trạng mụn hoặc sưng tấy lên, thì nó không có đẹp nữa. Em cũng muốn hỏi chị một tí luôn, khi mà mình trang điểm xong mình về nhà mình xài cách sữa rửa mặt như thế nào để phù hợp nhất với cái làn da nhạy cảm? Thì điều tiên quyết nhất trong khi mình sử dụng sữa rửa mặt là Thảo thấy các bạn nên sử dụng sữa rửa mặt, không có nên cái sữa rửa mặt thông thường. Thì thường Thảo thấy các bạn hay bị bóng nhờn lên cái là chọn những cái sản phẩm sữa rửa mặt đó, bị giống như là rất là nhiều bọt. Mà trong cái sữa rửa mặt mà nhiều bọt thì càng nhiều bọt thì Thảo thấy nó sẽ càng rất là nhiều cồn. Mà cái chất cồn thì chắc chắn sẽ làm cho da của chúng ta lấy hết cái chất nhờn sinh lý, cả những cái chất nhờn sinh lý trong da luôn. Thì điều đó là một điều làm cho da chúng ta lại hoạt động để bài tiết cái bã nhờn ra. Và nếu mà cứ càng hoài tóc bã nhờn để làm ẩm cho da thì điều đó nó sẽ làm cho gây bít lỗ chân lông nhiều hơn nữa. Thì điều đó là làm cho da chúng ta càng thêm bị nhạy cảm, càng thêm bị mụn và đổ dầu nhiều hơn. Cho nên là các bạn nên chọn cái loại sữa rửa mặt thứ nhất là hợp với làn da của mình, và thứ hai là sữa rửa mặt càng ít bọt càng tốt, và nếu mà càng không tạo bọt thì càng tốt hơn rất là nhiều. Mình có cần sử dụng nước hoa hồng hay là gì hay không chị? Nước hoa hồng hoặc là xịt khoáng đều rất là cần thiết cho một làn da, nhưng mà thường á thì Thảo thấy các bạn hay bị lười biếng lắm, cho nên là cứ sữa rửa mặt rồi thôi. Cho nên nếu mà tốt nhất là nếu các bạn có thể chọn được cái loại sữa rửa mặt mà nó vừa có thành phần của sữa rửa mặt rồi cả nước hoa hồng và cả nước khoáng luôn trong đó, thì Thảo nghĩ nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Cảm ơn chị Thảo, cảm ơn chương trình Làm Đẹp 24 giờ đã cho em có một ngày trải nghiệm về làm đẹp, về tất cả những làn da. Em hy vọng rằng sau này sẽ có rất nhiều thời gian để trải nghiệm về tất cả lĩnh vực về làm đẹp cũng như trong cuộc sống. Cảm ơn Quyên rất là nhiều, và hy vọng là qua chương trình này Quyên sẽ có thêm được một số bí quyết cũng như kinh nghiệm để chăm sóc cho làn da của mình càng thêm đẹp hơn, và một số các bí quyết để mà có được cái lớp make up đẹp hơn, tự tin hơn trong mắt tất cả người thân và bạn bè. Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi của chị Thảo Paris cũng đã khép lại chương trình Làm Đẹp 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau cũng vào giờ này trên kênh Today TV. Chăm sóc gia đình, thức khuya, bận bịu công việc, làm da xấu đi, giải pháp nào cho da? Iluma với một công thức hoàn toàn mới, kết hợp các hoạt chất làm da trắng sáng, giúp mang lại làn da khỏe mạnh, trẻ trung và bừng sáng rạng rỡ. Công nghệ Vectorlite độc quyền giúp kéo dài thời gian tác động của các hoạt chất làm trắng sáng, tăng hiệu quả ức chế sản xuất melanin, nhanh chóng làm mờ các vết tàn nhang, đốm nâu, thâm nám. Cùng Imay chăm sóc gia đình.